Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, huyện Đắk Rông bị thiệt hại nặng nề. Nước ngập sâu 3 mét khiến các thiết bị dạy học như đồ chơi học sinh, bàn ghế, sách giáo khoa, máy vi tính, âm thanh loa máy bị hư hỏng hoặc cuộn trôi. Hiện nay toàn huyện Đắk Rông còn 17 điểm trường ở các xã Ba Lòng, Tà Long và Pa Nang đang còn ngổn ngang nước lũ và bùn non, đến nay vẫn chưa thể khắc phục xong. Ngoài ra, hơn 800.000 bộ sách vở hư không dùng được, hơn 3.000 bộ dụng cụ học tập, gần 700.000 quyển vở với tổng thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương rất cần các nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay góp sức giúp các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.